mới làm việc ngay các bạn. Xe nhà một bạn nữ lái mới à, giờ là đua trên quốc lộ 51 để ra Vũng Tàu các bạn thấy không. Nó đi một ngày thôi là bảo đảm cứng ngắc à. Xe nhà nha, người bí ẩn nha, nên chỉ có thấy được cái tay thôi các bạn thấy không. Đó, xe nhà. Ra đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn ấy đi như thế nào. Nó có việc map phải đỡ cái tốc độ của mình. Ở đây là 90 ha. Nó cũng đỡ lắm. Tại các bạn quan sát không kỹ ở trong, tại vì xe lớn nó che. Thì nhờ việc map các bạn phải lắng nghe việc map nói gì. Thấy không? Nhưng mà các bạn ráng cố gắng là phải quan sát phía trong nữa. Rồi, em cứ đập ga nhẹ lên chút. Tốt. Khi mình đi làn một này, mình thấy đèn xanh đèn đỏ, mình chủ động vô làn giữa để mình đi thẳng. Để khi làn một này là ưu tiên cho xe, những cái xe quẹo trái. Chỗ nào trống, có mũi tên đi thẳng thì mình mới được đi. Còn thôi là các bạn đa số là tôi thấy là nhiều xe là vẫn đè cái lên quẹo trái để đi thẳng hoài. Thấy không? Giờ em đập ra nè. Mình đi nhanh thì mình đi làn này, còn đi chậm là mình sẽ vô trong. Vậy thôi. Đó, ai nói phụ nữ yếu đâu. Bạo lực lắm, mồi giỡn hả. Rồi em giảm lại, cong nó qua. Cong nó qua xong nó cụp vô. Rồi đi tiếp. À, công nó sẽ đi qua bên đó, sẽ nó cụp vô đúng lên lực á, là xe công với xe tải không được đi làn đoạn này đâu nha bạn thầy kìa. Rồi chậm lại, chậm lại, ở trước có. Rồi mở xi nhan phải đi, từ từ vô thôi nha, quan sát trống mới vô nha. Đụng giờ chính xác tại sao có lên vẹo. Vô luôn chứ không mở ra nữa. Cứ lại lại vô nhẹ thôi. Đúng rồi, chậm lại. Nhá, nhưng mà người ta vẫn còn biết sao, người ta còn xa không? Nhưng mà mình cứ chậm chậm mình đi thôi. Chứ mình cứ nhá cái mình lấy vô lấy ra, lấy vô lấy ra khó lắm. Ông xe máy ông đi ẩu bật cố chạy luôn. Rồi tắt xe nhanh luôn. Rồi thích mở xe nhanh trái chuyển qua. Đó. Hello bạn nông nghiệp ở trên đó, xe tập lái. Còn này xe này xe lái mới nha, này mới lái, lái mới đi đường trường á. Còn chờ anh công anh sẽ đi di chuyển qua bên trái nó cẩn thận. Giờ em đi tiếp, thấy không? Nào nhóm nhe, nhóm nhe là anh qua giảm lại, em bên trái có xe qua, chậm lại mở xe nhanh phải vô trong nè. Rồi từ từ thôi. Rồi vô một làn thôi nha, không qua làn hai nha. Khi nào qua làn hai là các bạn quan sát được ở phía trong trống nữa mới qua làn hai. Em từ từ thôi, xe công nó vô lại kìa. Em thấy trong trống không, vô làn trong cho thầy luôn đi. Đúng rồi, né anh công, coi anh công mình bụp vô trong luôn nè. Nhớ là mình còn cái thói quen là mình bẻ vô sâu quá, em bẻ lại thôi là xe nó đẹp hơn ha. Rồi em giảm lại cái cho xe nó cụp vô trong luôn nè. Đó thấy không, thường thường là xe chạy nhanh lên dướng xe trên thì bắt buộc phải quẹo bên đây, còn bên kia thì có xe công thì sao tao quẹo được. Đó là mình đọc những cái tình huống ha. Rồi lại là khúc này, khúc này rất quan trọng nha các bạn đèn nha. Cái cam ở sau quan sát nha. Ai vượt đèn đỏ đèn vàng là coi chừng ha. Gần ngay chỗ một ngọt Vidan đó. Nhớ các bạn đi làm bên kia các bạn bị che xe lớn che khuất, các bạn không thấy được cái biển, không thấy được cái đèn nên các bạn dễ bị vượt đèn lắm. Nên mọi người nhớ chú ý. Nên thường thường mình đến đây là mình đi làm này không các bạn, để quan sát được cái đèn.
Nhiều khi xe lớn này nó còn 3-4 giây đèn xanh nó đi được, nhưng mà các bạn đi bên hông này các bạn không thấy. Các bạn thấy nó đi các bạn bắt chước đi theo, đi theo cái cùng với bạn vô tình là vượt đèn vàng hoặc là đèn đỏ ở sau cam nó thấy nha. Rồi giao thông kia lên lụm chặn liền, dễ dầu gì thoát được mấy ảnh. Có cả có mắt thần mà, đừng đùa. Rồi đi tiếp, cứ giữ làn đường này cho nó. Còn cái đèn cho nó là quan trọng hơn nữa đó. Đó, cái đèn trên đó đó là cẩn thận, cũng là mắt thần luôn, nhưng mà đa số là lụm cái đèn từ cái đèn đó. Nên các bạn mà đi làn một ha, các bạn bị xe làn hai che, hoặc là làn bạn đi làn hai mà bị làn ba che là các bạn cẩn thận. Theo kinh nghiệm mà một tháng mình đi có 20 mấy ngày Vũng Tàu thì cứ đi kẹt xe mà cứ đi làn này là ok nhất. Còn đừng đến làn trong, nhà làn trong của xe máy à. Đó, lúc nào làng này cũng đi nhanh hơn cái hai làng kia hết. Cái làng kia đó khi gặp đèn xanh đỏ thì bắt buộc phải lấn qua đây, lấn qua đây phải đè xe này, làng này xe này lại thì làng xe này đi sẽ đi chậm hơn làng này. Mà làng này đặc biệt anh này nóng tính chút xíu, anh chen vô cái mình đi được lên trên. À, thấy không, đi vô đi anh ừ đi lên nữa đi, đúng rồi anh nóng tính anh đi đúng rồi đi nữa đi là mình lên được. Thấy không, ông này không chịu nóng tính, giờ ông đi vô luôn đi để tôi đi lên nữa. Thấy rõ ràng không? Đó đi đó đè xe cái máy đó, thấy không? Chưa đâu lên cho nó cam phạt nguội mấy anh giao thông anh lụm luôn. Nhiều khi là đa số là ở đây là tốc phần tốc độ và thứ hai là đèn nha các bạn. Còn mấy cái làn đường này ít giao thông bắt lắm. Nhưng mà không phải là các bạn đi đúng đâu nha, vẫn lụm bình thường. À, thấy lẹ hơn không? Lẹ hơn nhiều không? Thấy chưa? Đó, kinh nghiệm đúc kết mà. Rồi cái đèn của mình là 20 mấy giây đúng không? Nè, mắt thần nè. Thấy chưa? Đó, ông nào bị che khuất đi là lụm lúa liền. Cái đi đây đi nhận diện giao thông. Có mấy ảnh coi đẹp trai không? Ok, chống thì dịnh chuyển qua. Đúng rồi, lại qua, nhẹ nhàng, tốt. Nhớ ngó trước. Rồi, mình đi tiếp. Đó vậy thôi, có gì đâu. Thường mấy ảnh đứng ngay chỗ cái bên đây nha, bên góc phải bên đây. Chắc nắng quá mấy ảnh không đứng rồi. Một là đứng đây, hai là đứng ở trên kia, ngay chỗ gần cột ngọc và đàn luôn. Mũi tên dưới đường ha, bên kia hỗn hợp vừa quẹo trái vừa đi thẳng. Rồi đi sau mấy ông phế liệu này coi chân nha, em coi trống mày chuyển vô trong đi. Đúng rồi, phía sau phế liệu này ba cái đất sắt này nó gớt xuống á, ba cái dầm sắt này gớt xuống mình cản. Đi tiếp. Từ từ cái cổng nó chất hàng để ghê thì chứ. Phía trước có camera phạt nguội. Gà thắng lại chứ sao đập gà. Coi chừng xe bên trái nó cụp qua đó. Cái đúng ra mình thả chớn là đẹp nhất, thấy không? Ra xíu qua cái xe đó. Qua cặp qua công đúng không? Sợ nó không? Sợ, nghe nó sợ nó. Phải mua xe bự hơn nó chạy mới không sợ. Cứ chỗ nào chống mình chỉ. Rồi mình đi lên đường này. Coi bên trái chống nữa không? Chống mấy chuyện nữa. Đó, học với mình cho chuyện nhiều nữa các bạn. Cho dù xe mình hoặc xe các bạn cũng vậy. Tốt. Những
như các bạn đi quốc lộ 51 xong rồi các bạn đi lên bằng đi về, các bạn không sợ, thấy không? Giống như bạn nữ này là không có bị tâm lý nè, bớt tâm lý rồi. À, mạnh mẽ, tự tin. Phía trước có camera phạt nguội. Ok, rồi, gà thẳng lại bớt. Mở xe nhanh phải vô. Chậm lại ngó kiến, gà thẳng nữa, đụm rồi. Nghiêng vô, gà thẳng. Rồi nghiêng vô, đụm tốt. Chính xác. Đó. Ok chưa? Mình không gà là mình không vô được. Rồi em dừng lại. Hiểu chưa? Thứ nhất là mình phải gà thắng. Còn nếu mà mình gà thắng được ở trong mà trống nữa, vô trong luôn cũng được. À, với điều kiện mình phải quan sát. Rồi em đi thẳng. Lý do là nhìn ở trên kia là có đèn xanh đèn đỏ. Nhớ chưa? Chứ mình chuyển, thứ nhất các bạn chuyển làn đường á, là khi các bạn chuyển làn đường mà các bạn đi tiếp á, thì các bạn mới đập ga. Còn các bạn chuyển làn đường mà để giảm lại á, để đậu lại hoặc là để đèn dừng đèn xanh đỏ là các bạn phải gà thắng. Rồi em cứ đi thẳng nha, từ từ thôi, xe Innova nó chạy kỳ vậy. Rồi đi tiếp. Ok, là đèn đỏ còn chạy là cái xanh. Đúng rồi. Rồi em mở xe nhanh trái theo Innova luôn. Đi thẳng là xanh, còn quẹo trái làn đỏ người ta bắt buộc người ta phải dừng lại, là cái làn bên trái là ưu tiên cho những cái xe quẹo trái. Thế mới báo cẩn thận không, chuẩn bị 50 nha, nhưng mà đây báo hơi sớm nè, 50 nó nằm chút quanh kia lận. Ở đây là Vietmap nè, nó đang báo nè, thấy không, báo nhưng mà báo còn sớm quá. Chậm lại chút xíu, trên nó có làm đường à, các bạn đừng có tin tưởng cái việc map quá, nhưng mà có một cái là các bạn phải cập nhật lại. Rồi em chuyển vô trong đi, rồi ngó trước cho thầy. Đó, cái này là còn là ngoài khu dân cư nha, tại khu dân cư đó, nó nằm tuốt ở trên kia lận, chứ không phải là báo đây là báo khu dân cư á, là đây báo đang báo sai nè, việc map này đang báo sai chút xíu, thầy chỉ cho cái biển báo nè. Ở đây là hồi nãy mình đi ngang qua là cái cầu đo cầu cân cân những cái xe lớn, xe mình là cân không nổi rồi, nhẹ quá nó không có lên. Đó, giờ mới báo sắp vào khu dân cư này mới đúng nè, thấy không? Giờ em gà thẳng lại, chống ở trong, mở xe nhanh trong, gà thẳng lại bớt, lý kiến rồi có không, có vô đúng rồi, đó khu dân cư nè, thấy không? Có gan không? Còn nãy báo 50 đâu ra có 50 đó, chán thiệt. Lo việc map chơi kỳ vậy. Rồi lúc này mình sẽ di chuyển là tốc độ là tối đa của mình là được 60 thôi. Bắt buộc em phải kiếm một cái biển báo giống như là hồi nãy mà cái gạch chéo màu đỏ mới đúng. Rồi khi cái biển báo trong khu dân cư, cho dù các bạn quẹo trái quẹo phải hay là các bạn vô dòng xiến quẹo bên trái bên phải gì cũng vậy, qua một cái lối khác, nó vẫn là em mở xi nhan trái qua chuyển qua, đúng không? Mình từ làn trong mình ra là mình phải mở xi nhan. Giờ em tắt xi nhan luôn, nhớ 60 nha, đừng có tin tưởng dưới đường nha, dưới đường có chữ 70 này là giết biết bao nhiêu tài xế rồi đó, lụm bao nhiêu lúa tài xế rồi đó. Các bạn nhớ quay lại cái clip đó, các bạn gửi lại, các bạn lấy lại tiền được nha. Thì tôi nói vậy thôi, chúng biết lấy lại tiền được không khi các bạn bị phạt á. Có những anh em tài xế ở tỉnh khác đi qua thấy dưới đường 70 thì cứ đập 70, nhưng mà lên đây cái máy bắn nó bắn, không hay là giao thông bắn, thấy không? Đó, cái tử cái làng đó là được 70, thực chất là điều 60 hết nha mọi người, trong khu dân cư nha. Chừng nào có biển báo phân từng làng đường, từng tốc độ làng đường thì mới đi theo tốc độ từng làng đường đó nha. Còn ở dưới đường nó cũ rồi đó,
người ta không xóa đó. Xịt sơn đen rồi xong cái đi thời gian nó bị trôi à. Rồi em coi trống ở trong rồi em chuyển vô trong cho thầy. Rồi cái nguyên tắc mà thấy đông đông là cái chuyển vô trong cho thầy. Rồi giảm tốc độ lại đó, đừng bạo lực quá người ta sợ. Đó, tự tin nữa bạn. Còn trên đây thì máy bắn tốc độ, nó có máy bắn mà nó có biển báo hiển thị cái biển số xe của các bạn luôn. Khi nó hiển thị màu xanh biển số xe của các bạn là các bạn đang an toàn, đó là trong phạm vi an toàn, các bạn đang đi đúng. Khi nó hiển thị biển số xe của bạn lên màu vàng là nó cảnh báo là các bạn đang đi sai có trong phạm vi cho phép. Là chẳng hạn như ở đây tốc độ trong khu dân cư là tốc độ có 60 thôi, mà các bạn chạy lên 64 thì nó cảnh báo tốc độ thôi, là bạn đi là trong, không có trong phạt, trong cái khung phạt, nó nhắc nhở các bạn thôi. Các bạn đi 65 là đủ phạt rồi, đủ tình huống phạt rồi, phạt từ có 800 đến 1 triệu thì mức phạt là 900, vậy thôi, không dâm bằng nha. Đó, các bạn lưu ý. Còn nó có sai số trong khoảng là 4 km nha mọi người ơi, thấy không? Nên các bạn chú ý vấn đề đó nha. Cái nhiều bạn nói ủa sao biển số em màu xanh nó hiện lên, có bị phạt không thầy? Nó chở biển số xanh, biển số này đèn màu xanh là các bạn đi đúng, màu vàng cũng cũng ổn thôi, nên chỉ màu đỏ mới sợ. Nó ép vô thấy không? Chở xi măng ép rồi buồn nha, ỉ bự ăn hiếp nhỏ ha. Nên các bạn thấy lúc nào cũng vậy à. Cái nguyên cái kinh nghiệm là các bạn khi đông là các bạn vô làng trong cùng này nè là lẹ nhất. Còn làng trong cùng tôi không có chỉ nha, làng đó làng tàu lao, làng của xe máy ta đạp gãy kiến gánh chịu à. À mình kia bị dướng hết thấy không, nãy giờ mình qua mấy chục cái xe luôn, nó ghê không đó, kinh nghiệm vậy đó. Làng trong cùng này nó hơi khó chịu, nhưng mà thực chất nó sẽ làm cho bạn mau cứng. Thứ nhất là gì, các bạn đi chung với xe máy. Thứ hai là xe ga vô, thấy không? Rồi còn bên trái trống không, trống thì chuyển qua bên trái vậy thôi, tập chuyển làn đường chứ đi có một làn đường ngoài tôi ghét lắm á, tôi buồn ngủ á, mà đi mà chuyển qua liên tục chứ. Học là phải trải nghiệm những tình huống khó chứ tình huống dễ quá nâng cao làm gì, thấy không? Học nói chung là mình học giống như mình học một cái nghề gì cũng vậy, phải mình đi kiếm thầy giỏi, thấy không? Tôi không nói tôi giỏi hơn ai, tôi được có một cái tôi vui tính, tôi chỉ hết mình hết sức rồi. Tôi cái vui vẻ không quạo. Đó, có camera thấy không? Đó, mày bắn đó thấy không? Rồi cái biển nó đen thui luôn rồi, biển đen thui nhưng mà đồng nghĩa là các bạn đừng có tưởng là nó không có bắn ha, nó bắn đó nha, các bạn bắn ở trên nè, đó, gõ nét luôn, HD luôn rồi. Đó các bạn hiển thị nè, không? Bây giờ nó không hiển thị cái biển số xe mình lên. Chung là các bạn đi học của túp ta lái thì cũng có giá này giá kia, các bạn tùy theo các bạn muốn học với mình thì ok, thì mình đã báo giá cho các bạn rồi. À, mình tính giống như là đi mình đã trình bày cho các bạn, có nhiều bạn cũng ngại ngùng hoặc là này nọ so sánh này nọ thì thôi, mỗi người có một ý kiến khác nhau thì có mọi người các bạn có quyền lựa chọn một thầy khác các bạn kèm. Mình cũng tư vấn kỹ càng luôn, các bạn ở gần khu vực nào các bạn bổ túc hoặc là thầy cũ các bạn càng tốt. Còn chẳng hạn như là các bạn yêu quý mến mình thì các bạn sẽ đăng ký bên mình thì mình sẽ gắng cố gắng, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn, luyện cho các bạn, luyện tập cho bạn những cái kỹ năng lái xe hơn. Rồi em chuyển vô trong nè, đèn xanh đỏ trên nè, giảm lại, gà thắng lại, từ từ có xe, từ từ có xe, gà thắng lại nữa, còn nhanh lắm, đúng rồi, từ từ thôi, rồi chậm chậm ngó trước cho thầy.
Đúng rồi, cái lại lại vô từ từ. Đúng rồi, ok. Nhớ phải giữ giảm tốc độ lại nha. Đừng có bạo lực quá, người ta sợ nè. Cái kiến nè, bị đá văng nè, nứt kiến nè, thấy không? Nứt kiến hay bị chạy. Bị chạy. Ở trong không nứt. Cái này là có đi dán lại được nha. Người ta có cái kỹ thuật dán lại á. Chứ không có thay kiến mới. Nhưng mà phải co lại coi nó nứt không. Không là chạy dằn dặn nứt qua hết luôn á. Có kỹ thuật người ta dán hay lắm các bạn. Ta dán là giống như mình không thấy luôn, chỉ thấy cái đốm thôi. Cái này bị chạy hay gì mình không gõ nữa. Giống như bộ túc đi đường dài thì các bạn đi giống như mình tính cây số có 10.000 cây số thôi. Đó, xăng cổ phí của đường bên mình lo. Có nhiều bạn hỏi thì mình cũng giải thích. Có nhiều bạn hỏi cao này nọ so sánh thì nó, hoặc là các bạn có nhiều chỗ thì mình lấy tiếng thì có 320 một giờ, có nhiều chỗ lấy 350, có nhiều chỗ lấy 400 mấy luôn. Xe số động, xe 7 chỗ, xe 4 chỗ nó giá khác tùy theo mỗi người, giống như đi học vậy. Nó có sự chênh lệch. Quan trọng là cái khâu đào tạo và các bạn thi ở đâu gần hay là các bạn thi xa, các bạn chi phí tốn tiền tới tốn tiền lui nữa, nó còn quá trả hơn nữa. Mình cũng tư vấn kỹ càng lắm cho dù các bạn không học bên mình. Và đặc biệt nữa là mình vẫn tư vấn cho những cái bạn anh em đã lái rồi hoặc lái xe tải rồi hỏi thăm mình vẫn đều trả lời hết, không từ chối. Nếu mà mình thấy cuộc gọi hoặc là mình nghe được cuộc gọi là mình đều nghe hết nha mọi người ơi. Có nhiều trường hợp là mình không thấy nghe gọi, không thấy đổ chuông luôn, mình thấy cuộc gọi nhỡ. Hoặc là do mạng đó nó không có bắt được tin nhắn vậy, Zalo mình không thấy luôn. Khổ vậy á. Sợ mình là cái gì đó, lúc ai cũng gọi nhiều quá, sợ mình là gì nó cũng chặn tùm lum lá. Chứ mình không có chặn nha. Đó, mình cứ tư vấn cho mọi người, dù mình biết cái gì mình tư vấn cái đó. Nhớ có quan sát nữa nha, rồi mới vô nha. Mình vô sai chốt quốc à. Rồi, mình cứ đi thẳng. Đó, bóp kèn xe trước nha. Rồi, ok. Xe này sẽ tấp vô trong á, tại người ta đang cũng đang kiếm đường á ha. Rồi nhớ 60 nha, ở trên này bắn bắn tốc độ á. Nha, tự tin rất nhiều rồi. Rồi chuyến này đi với thầy xong là coi như là nghỉ chơi với thầy rồi. Lấy cứng rồi, học gì nữa. Có nhiều bạn mình rất tư vấn rất nhiều luôn, mình nói ơi các bạn đặc biệt gần khu vực của mình thì mình mới nhận hồ sơ, còn nếu xa quá mình không nhận. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn trung tâm uy tín an toàn hơn. Thấy không? Đó, thấy giao thông không? Giảm lại chút xíu. Thấy chưa? Rồi xong tèn 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 tèn. Nó quá tốc độ, thấy không? Mình cứ đi từ từ, đi đúng tốc độ thôi, tại vì cái cua đó chống mình đạp nè, đó, thấy chưa? Mọi người thấy ghê chưa? Đó, đang lập biên bản nha. Anh 63. Một là anh 63 đi trên làng đó tưởng là tốc độ 70. Rồi em mở xi nhanh vô trong đi. Chậm lại thôi, gà thắng lại, ngon trước. Tự nhiên qua đó làm chi? Để ý nè, kinh nghiệm nè, em thấy từ bên kia thấy tự nhiên xe nó mở xi nhanh phải, nó chuyển làn vô trong. Tại trên đó sẽ có cái ngã ba ngã tư gì đó thì anh phải vô giữa ha. Còn vấn đề hồi nãy á, thầy mới nói là cái vụ 70 á, có thể anh 63 anh đi trên làng đó anh tưởng là 70. Rồi vấn đề đó mình sẽ nhắc cho bạn nha. Nếu mà trường hợp anh 63 anh chứng minh được là ở dưới làng đường nó để 70, mình có ý kiến nha. Cái đó là cái gọi là cái 7. Ôi tôi đi dưới đường tôi thấy 70 tôi đi 70, đúng không? Cho phép tôi đi 70, tôi đi 70, tôi đúng là nó 70. Chừng nào tôi đi trên làng trong đây mà tôi đi tốc độ 70 á thì phải, tôi nói tại vì tôi hay cái tôi nhìn là quan sát ở dưới đường. Có thể trình bày cho giao thông rồi mình phải nói ăn nói chuyện nhỏ nhẹ này nọ, mình trình bày em nói đây nhưng mà em đi theo đúng lực là giao thông đường bộ ở dưới đường 70 thì em đi 70 đúng lên đó. Thấy không? Rồi mấy anh thông cảm.
Đúng ra là phải xóa, xóa cái 70 đó luôn. Cái 70 đó là 70 đó là tào lao mới lao. Lý do mấy ông làm đường mới hay là làm lộ mới, làm ơn mấy ông lấy cái sơn đó ông em quét lên luôn. Cái này gọi là cái keo không sơn, còn cái sơn của mình là cỡ nào đi nữa nó cũng bay hết, đừng có đu đít em, gọng ra. Rồi đúng rồi, em cứ giãn khoảng cách ra. Nói nhiều anh em nói hồi nãy bắt là bắt anh sống ba là tuốt ngoài đó, đi làng ngoài đó là có vấn đề là có thể là đi 70. Lẽ giờ mình tấp lại chứ. Nói nhiều anh em bị sai sót lắm, không phải là sai sót đâu, người ta đi đúng của người ta mà, theo kinh nghiệm của người ta đi đúng luôn á, nhưng mà không có hiểu được cái vấn đề là nó bị gọi là nó bị cái gì đó mình không nói được, bị gọi là cái lực nó mập mờ quá, cái tình huống nó kỳ cục quá. 70 60 60 thì tôi đi theo 70, tôi đi đâu 70 lụm thôi, rồi dính cái phạt nguội hay sao nữa, rồi dính cái phạt chính thức nào đó nữa, khổ. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chúc các bạn có những trải nghiệm lái xe tốt hơn. Các bạn nhớ cho mình like, được đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những phần video clip mới. Nhớ các bạn chia sẻ cái vị trí ở khúc đó nha. Nhiều anh em đã bị gớt này ở đó là đó ha. Mà nãy mình chỉ là bị số tỉnh. Anh em bây giờ tỉnh, người ta đi đúng cái phần tốc độ của người ta thôi. Còn anh em ở đây người ta biết rồi, kinh nghiệm ta có rồi, người ta đi thì biết. Chứ gặp tôi mới, tôi lần đầu tiên tôi qua đó, tôi thấy đường 70 là tôi vẫn đi 70 rồi. Nó khổ vậy đó. Nhưng xe nên các bạn phải trang bị trên xe mình phải có cam để bảo vệ cho các bạn. Cam trước và cam sau càng tốt, cam trước thì cũng ok rồi. Rồi thôi tạm biệt mọi nhà nha, cả nhà nha. Để mình lấy can đảm, sáng giờ lấy can đảm ngồi trên xe của chị em phụ nữ lái, còn phải giỡn đâu. Cười.